Xin kính chào tất cả quý anh em. Hôm nay shop phụ tùng Trần Đạt xin được mang tới cho anh em một sản phẩm hoàn toàn mới nha. Thì đây là cái sản phẩm cặp gù tay lái cũng như đầy đủ các chi tiết phe, cao su cài và cốt của gù tay lái của dòng Quay 110 nha anh em nha. Thì Quay 110 và Alpha nó khác gì nhau? Thì như những anh em đã biết thì cái gù này ở trên thị trường người ta có bán gù Alpha nha anh em nha. Bộ cốt gù này là ta đều có bán gù Alpha hết, anh em vô hết Honda thì anh em đều có thể mua được của Alpha. Nhưng mà với Quay 110 Thái thì hiện tại là chưa có bán nha anh em nha. Tại vì cái này là nó phải nhập khẩu từ Thái Lan cho nên là chưa có bán ở Việt Nam. Đấy, thì các cái đại lý Honda nếu anh em muốn mua thì anh em phải đặt khoảng tầm 1 tháng 2 tháng gì đấy. Và giá của nó thì vào khoảng là 800 ngàn cho một cặp nha. Đó, thì giá này mình đã tham khảo bên Honda rồi. Còn bên mình thì hôm nay nhập được hai cặp mẫu nha. Thì đây mình bày cho anh em một cặp này. Đó, thì cái này là gù và cốt gù của Quay 110, mã là KFL nha anh em nha. KFL. Đó, KFL nha. Thì bây giờ mình sẽ nói cho anh em về cái chất lượng của nó cũng như là một bộ thì có bao nhiêu chi tiết. Thì như anh em thấy ở đây thì nó có một cặp nha, là gồm có hai cốt và 10 cái chi tiết nhỏ như này. Thì 10 chi tiết nhỏ là gồm có hai phe cài. Đây, cái này là phe cài này. Đây này, cái phe cài này này. Và một cao su. Gồm hai phe cài, một cao su, một cái cốt và một con ốc cho một bên nha anh em nha. Đó, một con ốc để vặn này. Đấy, con ốc để vặn này cho một bên nha. Con này là made in Thái Lan nha anh em. Đó, một con ốc vặn cho một bên. Đó, thì hai bên nó sẽ là 10 cái và thêm hai cái gù nữa là 12 chi tiết nha. Thì một bộ gù nó sẽ gồm 12 chi tiết. Gù này thì nó có tác dụng là thứ nhất là để chống cái độ rung của cái tay lái nha anh em nha. Cái độ rung của tay lái nó sẽ giảm cái độ rung tay lái xuống. Thứ hai là nó sẽ cân bằng động giúp cho anh em dễ lái hơn ha. Đó, ngoài ra thì nó cũng đem lại cái tính thẩm mỹ cao hơn cho anh em ha. Rồi, ok. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở ra cũng như là mình chia sẻ cho anh em cũng như báo giá cho anh em chi tiết luôn. Thì trước tiên mình sẽ báo giá cho anh em đi. Thì cặp gù nhập Thái này, cái FL 110 nha. Thì cái cặp gù này giá của nó là 400 ngàn nha anh em nha. Gù này giá của nó là 400 ngàn thì không có đắt đâu anh em. Tính ra là cặp gù bình thường mà mình bán hàng theo xe, gỡ ra mà còn hình thức tương đối thôi là nó cũng đã 300-400 ngàn một cặp rồi. Thì thực sự cặp gù này hàng mới nhập khẩu Thái Lan, chưa sử dụng, mua về cho những anh em mà chúng ta đang có những chiếc Quay 110 cọp, hoặc là những anh em mà đang dọn một chiếc Quay 110 mới và đẹp, thì anh em có thể mua cái bộ gù này về anh em gắn vô. Nó vừa chất lượng, nó vừa bền mà nó lại vừa đẹp, đúng thẩm mỹ, đúng xe, đúng đời luôn nha anh em nha. Đó, thì cái này anh em có thể gắn được cho Quay 110, Quay Alpha, Future 110 anh em đều có thể gắn được. Thì cái cây này nó dài hơn thì nó giúp cho cái cân bằng của cái xe nó tốt hơn và nó nặng cái ghi đông hơn, em dễ lái hơn, qua ổ gà đỡ sốc hơn ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt ra để quay cho anh em coi. Rồi ok anh em nha, bây giờ mình đã mở thử cái mẫu ra để cho anh em coi ha. Mình cũng chưa coi luôn, mình mới mở lần đầu luôn. Thì đây là cái này là cái gù KFL, mã là 1389, y hệt như cái hàng nhìn theo xe luôn. Và cái chất lượng thì rất là nặng anh em, rất là nặng nha, rất là nặng. Đó, rất là đẹp luôn. Thì cái này nó quá tuyệt vời luôn em. Cái này thực sự nó là hàng hiếm luôn á. Trước giờ mình cũng lần đầu tiên mình nhìn thấy cái này hàng mới luôn á. Chứ trước giờ mình cũng chưa thấy cái này hàng mới bao giờ. Thấy hàng Alpha thì thấy rồi, còn hàng Quay 110 thì mình chưa thấy luôn. Còn đây là cái đầu gù ha. Chốt vô. Đây, đen thui. Tuyệt vời, nặng. Cái này cũng rất nặng luôn. Rồi, sẽ bỏ đường này. Đây, rất đẹp nha anh em. Đó, thì cái này rất thích hợp để anh em chúng ta về chúng ta dọn xe kiểng luôn. Lên cái này cực kỳ đẹp luôn, thật sự luôn anh em. Nếu mà anh em chơi xe zin á, anh em lên cái cặp này nó đẹp hơn so với những anh em lên những cái cặp gù kiểng đồ ha. Nó sẽ xanh xanh đỏ đỏ, nhưng mà những anh em chơi xe zin, anh em lên cái cặp này nó rất chất luôn và nó rất đẹp ha. Còn với những anh em chơi xe kiểng thì mình không nói tới rồi. Anh em chơi xe kiểng thì anh em gắn đồ kiểng nó màu tí. Còn những anh em chơi xe zin thì anh em đầu tư cái cặp này về để anh em gắn, nó quá xuất sắc, quá đẹp và nó rất bền. Đây, những cái phe này, phe thì được xi săn nha anh em nha. Xi săn quân đội cực kỳ đẹp luôn. Đó. Rồi, đây là con ốc dài để chúng ta bắt nè. Đấy. Ha. Thì một bộ như vậy là giá của nó là 400 ngàn. Đây, cái này là cái cao su để chốt này, rất là mềm nha anh em nha. Cao su để mình nhét vô đây, ha, cao su để nhét vô đây. Đấy. Gù rất là chất luôn nè. Này, anh em thấy có những cái lỗ bấm điện của nó ha. Đó.
Mã KFL nha, đúng 110 nha anh em nha, không phải 100 nha, không phải là Quay Alpha KEV nha, đúng 110. Còn Quay Alpha nó sẽ là KEV nha anh em, lưu ý giúp mình. Đấy. Đó, anh em thấy không? Rất là đẹp. Quá êm. Rồi, ok. Thì một bộ như vậy giá là 45.000. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với shop nha, số điện thoại 0915 434 973 anh em nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Hẹn em những clip tiếp theo nha.